Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Nghĩ một lát đi. Nghĩ một lát đi. Nghĩ một lát đi. Qua ngọn núi phía trước là Lữ Gia Trang rồi. Cha tôi rất tốt. Hai người nhất định sẽ nói chuyện rất hợp. Ta tin rằng người cha sinh ra người con gái tốt như cháu cũng là người rất tốt. Cái chặng đường đã khiến cháu vất vả rồi. Tôi không mệt. Cháu à, trước giờ luôn nghĩ cho người khác, không hề nghĩ cho mình. Đã mấy ngày cháu không được ăn ngon ngủ ngon. Cha từng nói với tôi, giúp đỡ người khác là chuyện vui nhất. Chỉ cần ông khỏe lại mới là điều quan trọng nhất. Cháu đúng là một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện. Sau này không biết nhà nào có phúc lấy được cháu làm dâu. Con trai ta Hải Thiên, nếu lấy được người vợ tốt như cháu thì ta có chết cũng nhắm mắt. Triều đình đang có chiến tranh, cần thêm binh lính và tạp dịch. Các ngươi đều là con dân của Đại Trần, nên góp chút sức vì triều đình. Người đâu, đưa hết bọn chúng đi. Đi thôi. Sao có thể như vậy chứ? Con à, con à, các ngươi, ngươi dám mưu hại bản chương, ta đánh chết ngươi. Đại chương, các ngươi hãy xem ta đây, dám mưu hại bản chương à? Ta đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương hiểu lầm rồi. Xin Đại Dương tha mạng. Đại Dương, công tử, hãy cứu tôi. Đại Dương muốn giết tôi. Có chuyện gì vậy Đại Dương? Ngươi tránh ra cho ta. Hôm nay bản Dương phải giết tên nô tài này. Đại Dương, giết người phải có lý do. Nếu Đại Dương giết hắn như vậy sẽ khiến người khác không phục. Bản Dương giết hắn đương nhiên là có lý do. Bản Dương chính mắt nhìn thấy hắn bỏ vào trong thức ăn của bản Dương một thứ thuốc gì đó, muốn đầu độc chết bản Dương. Đại Dương, quan cho nô tài. Nô tài không có. La Phong, hắn muốn đầu độc bản Dương. Hắn muốn đầu độc bản Dương. Đại Dương, sao nô tài dám đầu độc Đại Dương chứ? Vì Đại Dương không chịu uống thuốc nên nô tài mới lấy thuốc từ chỗ thái y cho vào thức ăn, để Đại Dương ngủ ngon hơn. Ngươi còn sáo biện. Ngươi chắc chắn trong này không có độc chứ? La Phong, La Phong, Đại Dương người xem, La Phong không phải vẫn khỏe ư? Bây giờ có thể chứng minh trong canh hoàn toàn không có độc. Đại Dương, ngươi giận. Bản Dương đã nói rồi, bản Dương không uống thuốc. Ngươi lại không nghe bản Dương. Mau đứng lên đi. Công tử, sao vừa rồi lại uống chén canh đó? Công tử không sợ ta hạ độc sao?
Ta tin Quynh. Ánh mắt Quynh không giống người đang nói dối. Trên thế gian này chỉ có công tử chịu tin tôi. Cảm ơn công tử. Không cần khách sáo. La Phong xin cáo từ. Đợi đã, Thái sử lệnh, còn chuyện gì không? Tôi vừa bị đánh, đi lại không tiện. Công tử có thể đưa tôi về nhà không? Được, đi thôi. Mùi hương trên người cô khiến ta nghĩ đến buổi tối hôm đó. Ta không quen biết Quynh, ta không hiểu Quynh nói gì. Dừng, dừng lại. Không phải chỉ múa thôi à? Cần gì phải làm như vậy? Lại đây. Mời ngồi. Công tử, đã kêu vũ cả nửa ngày rồi, ăn chút hoa quả đi. Cảm ơn thái sử lệnh. Quynh xem, Quynh đổ mồ hôi rồi kìa, để tôi lau giúp. Tự tôi làm được rồi. Người múa cho ta xem. Dừng. Thấp một chút. Bên này cao lên một chút. Đúng là đàn gãy tay trâu. Vậy thế nào cũng không biết. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Chậm chạp như vậy, động tác nhanh nhẹn lên. Nhanh lên. Lời biến à, muốn chết à? Đừng đánh bác ấy. Bá tôi sức khỏe không tốt, hay là chỗ này tôi giác cho. Lần sau chú ý vào, còn làm rơi nữa, cây roi không tha cho ngươi đâu. Dân, tôi biết rồi. Bác không sao chứ? Nhanh lên. Bác không sao chứ? Xin lỗi, tại ta không tốt, làm liên lụy đến cháu. Bác à, đừng nói như vậy. Chúng ta cùng vượt qua. Bác tin cháu, chuyện này sẽ qua nhanh thôi. Làm gì vậy? Mau làm việc đi, nhanh lên. Người đấy, nhanh lên. Làm nhanh lên. Trường Cát tướng quân có lệnh, dân giao quân sắp đến đây, chúng ta lùi về 30 dặm. Rõ. Nhanh lên, toàn quân lùi về sau, nghe rõ chưa? Dân đại ca, là huynh thật sao? Mau lên. Đi nhanh lên. Phía sau đi lên, nhanh lên. Nhanh chân lên.
không hay rồi. Dân gia quân đến rồi. Mọi người trốn đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Dân đại ca, còn nhúc nhích ta sẽ giết người. Dân đại ca, muội ở đây. Dân nhi sao chị? Sao lại dừng lại? Hình như có người đang gọi cháu. Ta đâu nghe thấy gì đâu. Nhưng cháu cảm thấy có người đang gọi cháu. Dân nhi, chắc cháu nhầm rồi. Trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Đại dương đâu? Ta muốn hỏi ông ta vì sao không xuất binh. Đại dương mê muội, ích kỷ không xuất binh, hại chết dân lão tướng quân. Nô tài mang đầu hắn đến đây, xin tướng quân hãy nhận lấy. Loạn thần tặc tử, trời đất cũng không thể chung tha. Các vị đại nhân, chúng tôi là quân đội của Tiết Quốc, các vị có quyết định như thế nào? Chúng tôi không gây khó dễ, cũng quyết không mang lòng thù hận. Loại loạn thần tặc tử này dám giết vua, dân gia quân chúng tôi quyết không tha cho hắn được. Bây giờ đại dương của Tiết Quốc đã không còn, nhưng nước không thể một ngày không có vua. Chúng ta cũng cần có một người lãnh đạo. Các vị thấy ai là người thích hợp nhất? Chúng tôi ủng hộ dân tướng quân. Đại dương lúc sinh thời có nói, muốn phong cho dân tướng quân làm chiến dương. Dân tướng quân chính là chiến dương của chúng tôi. Mọi người thấy có phải không? Đúng, đúng, đúng. Hay lắm. Tham kiến chiến dương Tiết Quốc. Tham kiến chiến dương Tiết Quốc. Được, từ nay trở đi, dân cụ này chính là chiến dương Tiến Quốc. Lạc Nhi, ta đã làm vua rồi. Lúc này ta muốn có nàng chia vui với ta. Nhưng bây giờ nàng đang ở đâu? Có phải cũng đang nhớ ta như ta nhớ nàng vậy không? Nàng hãy chờ ta, bình định thiên hạ cho nàng. Tướng quân, ngài không sao chứ? Rút lui. Giết.
Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Triệu Thịnh, ngươi để làm gì? Lão nô đã cầu kiến đại dương ba canh giờ rồi. Lão nô muốn hỏi đại dương tại sao không gặp thần. Ta... đại dương không được khỏe, muốn nghỉ ngơi. Ta hỏi đại dương chứ không phải hỏi thái sử lệnh. Xin đại dương hãy trả lời. Triệu Thịnh, ngươi thật quá đáng. La Phong, Triệu tổng quản, ăn nho đi. Là thế này, chuyện lớn nhỏ trong cung đều do khanh lo liệu. Nếu bản dương không thấy có việc gì mà khanh phải cầu kiến bản dương, bản dương định xem song điệu múa này sẽ gặp khanh lý do nào. Triệu tổng quản, bản dương đảm bảo sau này sẽ không làm như vậy nữa. Triệu tổng quản, khanh có điều gì muốn nói? Trong cuộc chiến lần trước, quân ta tổn thất nặng nề, sắp bị tên dân cù đó tiêu diệt sạch rồi. Mọi chuyện lớn nhỏ trong cung đều do khanh lo liệu. Ý của khanh chính là ý của bản dương. Khanh có ý gì? Lão nô muốn mượn binh của hung nô, nhưng nếu mượn không như vậy thì không có thành ý. Vì vậy lão nô nghĩ ra một cách, chính là kết thân. Kết thân? Nhưng bản dương không có em gái, cũng không có con gái, làm sao mà kết thân? Chọn người nào trong cung cũng được, chỉ cần đại nhân nhận người đó làm muội muội thì mọi việc coi như xong. Được, vậy bản dương lập tức hạ chỉ, chuyện sắc phong công chúa đại dương phải tự mình lựa chọn. Triệu tổng quản, không phiền phức như vậy, khanh cứ tự lo đi. Lão nô cáo lui. Được. Đại dương, lão già đó thật quá đáng. Chỉ cần tập luyện cho tốt, nhất định sẽ giết được hắn.
Các ngươi có thể làm việc cho đại dương là phúc phận của các ngươi. Người được chọn không chỉ được phong làm công chúa, còn có thể trở thành hoàng hậu của Hung Nô. Vinh hoa phú quý không thể nào kể xiết. Công chúa, tham kiến công chúa, tham kiến công chúa. Đại dương, cô nương này tên là Dân Cương, là công nữ của Trung Giám. Triệu Tổng Quản, ngươi đang đùa với Bản Dương đấy à? Nữ tử này bị điên, Bản Dương từng nhìn thấy cô ta phát điên. Không được, chọn người khác. Dân, Đại Dương, lần trước gia chạm Đại Dương là do nô tỳ không hiểu quy tắc, nô tỳ không bị điên. Xin Đại Dương đừng nghe lời đâm đặc của kẻ xấu, khiến nô tỳ phải chịu nỗi oan ức này. Nếu Đại Dương không tin thì có thể kiểm tra nô tỳ. Vậy Bản Dương hỏi ngươi, bây giờ đang là mùa gì? Điều cấm kỵ nhất trong cung là gì? Còn nữa, trong đại điện này có tất cả bao nhiêu người? Bẩm Đại Dương, bây giờ đang là mùa xuân. Điều cấm kỵ nhất trong cung là mặc đồ màu trắng. Trong đại điện này có tất cả 50 người. Triệu Tổng Quản, cô ta không bị điên. Ngẩng đầu lên cho Đại Dương xem. Trông cũng được. Lần này trách nhiệm gã đi phương xa, Bản Dương giao cho ngươi. Tạ Đại Dương. Giả điên bao năm trời là để Đại Dương không chú ý tới, khiến kẻ khác ganh ghét. Không ngờ lại có được ngày xuất cung. Ta sắp trở thành dương hậu của Hung Nô rồi. Ngoài kia có lẽ là đẹp lắm. Chuyện liên quan đến tồn vong của quốc gia không thể đùa được. Xem cô ta điên thật hay là điên giả. Biết đâu cô ta nhất thời phát điên, chúng ta phải cẩn thận. Công chúa, sao thế? Đại Dương nói công chúa chi phạm luật trong cung, phải đưa về thẩm vấn. Người đâu, đưa công chúa đi. Luật gì? Ta không biết gì hết. Cái này nô tỳ cũng không biết. Người đâu, đưa công chúa đi. Lũ nô tỳ các ngươi, đi, nhanh lên. Buông ta ra, ta là công chúa mà. Buông ra, các ngươi không được đối với ta như thế. Mau ra tay đi, không được chần chừ. Dừng tay lại. Công tử, cô ấy là phần nữ nhi yếu đuối. Sao các ngươi lại đối xử với cô ấy như vậy? Là Đại Dương nói bậy. Đại Dương vừa mới nói với bản công tử về việc chuẩn bị lễ vật cho Dân Khương xuất giá, làm gì có chuyện bắt lại. Rõ ràng các ngươi cáo mượn quay hùng. Lui ra. Dân,
Nào. Cô không sao chứ? Về nghỉ đi. Vâng. Về đi. Công chúa còn chưa ngủ à? Ta chưa muốn ngủ. Tiểu Bảo, ngươi nói xem, giả sử ta không muốn gả cho Hung Nô thì có cách nào không? Trước đây thì có cách, nhưng bây giờ thì chẳng còn cách nào cả. Ý ngươi là gì? Trước đây công chúa bị điên, bọn họ chắc chắn không muốn gả công chúa đi. Nhưng bây giờ công chúa không điên, lại là công chúa. Không để công chúa đi thì ai đi nữa? Nếu ta tiếp tục điên thì sao? Làm sao được? Công chúa bây giờ có giống điên đâu. Cậu chưa biết được. Đại vương có chỉ, mời công chúa ra tiếp chỉ. Đại vương có chỉ, mời công chúa ra tiếp chỉ. Ai là công chúa? Ta bây giờ là hoàng hậu rồi. Ta là hoàng hậu rồi. Công chúa sao vậy? Đừng gọi ta là công chúa nữa được không? Ta đã nói rồi, bây giờ ta là hoàng hậu. Không sai, nhưng phải đợi đến khi công chúa tới Hung Nô thì công chúa mới là hoàng hậu. Ở đây công chúa vẫn là công chúa. Không không, ta bây giờ là hoàng hậu rồi. Ngươi mau gọi ta là hoàng hậu, gọi ta là hoàng hậu. Tránh ra, đi đi. Các ngươi cút đi. Ta là hoàng hậu rồi. Mau đi thông báo cho Triệu Công Công đi. Dân. Ta là hoàng hậu rồi. Ta sắp làm hoàng hậu rồi. Ta sắp làm hoàng hậu rồi. Triệu Tổng Quản, cô gái đó điên rồi đúng không? Hùng Nô chắc chắn không thèm một con điên. Thôi chọn người khác đi. Không thể được. Bức họa của công chúa đã gửi đến Hung Nô rồi. Nếu ta chọn người khác, không chỉ không thể hiện thành ý, không mượn được binh, mà còn có thể biến bạn thành thù đấy. Triệu Tổng Quản, bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm thế nào? Hay là đợi cô ta khỏi điên rồi gả đi? Tất nhiên không được rồi. Theo ý của lão nô, chọn thì chắc chắn phải chọn rồi. Nhưng người này chắc chắn phải khuynh nước khuynh thành, đẹp nhất thiên hạ. Nếu không, chúng ta không có cách nào để giải thích với Hung Nô vì sao phải đổi người. Triệu Tổng Quản, theo con mắt của bản dương, cả triều đình này được coi là đẹp nhất nghiên thành chỉ có một người, đó chính là Thái Sử Lệnh. Nếu Hung Nô không có ý gì, ta có thể chấp nhận hy sinh tình yêu. Đại dương, bây giờ đang thượng triều, xin đại dương tự trọng. Được, tự trọng, tự trọng. Ai nói trong cung không có mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành? Ta xin tiến cử một người. Ai vậy? Đẹp. Quá đẹp.
Triệu tổng quản, đại dương thích xem cô nương này múa, ông có thể giữ lại cho bản dương không? Đại dương, vì giang sơn xã tắc, xin đại dương chấp nhận. Xin đại dương chấp nhận. Được rồi, chấp nhận. Chúng chị quan thần muốn thế nào thì cứ làm thế. Triệu tổng quản, ông muốn làm thế nào thì cứ làm. Thoái triều đi. Thoái triều. Chúng thần cáo lui. Lão nô cáo lui. Xin đại dương thu mệnh lệnh. Ngươi rõ ràng biết cô ấy là người để ta đối phó với Triệu Thịnh, vậy mà ngươi còn đưa cô ấy ra. Thần cũng chỉ nghĩ cho đại dương. Bây giờ tiết quân binh đang ở dưới chân thành, nếu không có binh lính của Hung Nô, chúng ta làm sao thắng được? Trong cung có nhiều nữ nhân thế cơ mà. Nhưng ai hơn được cô ta? Xem ra cả đời bản dương chẳng thoát khỏi sự khống chế của Triệu Thịnh rồi. Đại dương yên tâm, cô ấy múa được, thần cũng múa được. Chuyện giết Triệu Thịnh cứ để thần làm. Đại dương, đại dương. Bao nhiêu lần trong mơ ta đã mơ thấy cảnh này, không ngờ lần này giấc mơ lại thành hiện thực. Ta thấy kỳ lạ, ta sắp thành thân rồi, sao còn cho ta đến đây múa nữa? Cảnh đẹp thế này, nếu chúng ta đứng đây nói qua nói lại mãi, chẳng phải quá lãng phí sao? Ta không thể quên được ngày hôm đó. Nó chỉ là một giấc mộng thôi. La Phong, bây giờ như thế này chẳng phải tốt sao? Công tử vẫn là công tử, ta sẽ đến Hung Nô làm hoàng hậu. Chúng ta không ai can dự vào chuyện của ai. Vì sao công tử không để ta đi? Vì ta yêu nàng. Đừng đến làm phiền ta nữa. Vì sao? Đợi đã. Nàng thật sự muốn kết thúc tất cả sao? Đúng. Được. Vậy nàng hãy đi cùng ta đến một nơi. Chỉ cần nàng đi cùng ta, ta sẽ đồng ý. Từ nay không làm phiền nàng nữa. Đến đâu? Đi cùng ta sẽ biết.
Nàng không muốn trở thành người của trên muôn người à? Bây giờ ta là công tử của một nước, là người kế thừa duy nhất của Dương triều Đại Trần. Lẽ nào ta không bằng Du Cô Hung Nô? Thứ ta muốn rất nhiều, nhưng ta không thể lấy lòng tử tôn ra mua bán. Giả dụ công tử muốn ta vì địa vị tiền bạc mà phải cúi đầu trước công tử, để cả đời công tử coi thường ta, ta tuyệt đối không cần. Sao nàng biết ta coi thường nàng? Ta không biết. Ta cần một cuộc sống an nhàn. Nếu thứ thắng không được lớn, thì ta sẽ không lấy cả cuộc đời mình đánh cược. Ta mãi mãi không quên được. Ta đưa nàng về căn phòng này. Ta có linh cảm nàng chính là ý trung nhân của ta. Người cả đời ta yêu thương chính là nàng. Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Không, không thể trôi qua được. Những tấm thẻ đó, nàng lấy xuống xem đi. Có một lần ta trở lại Lâm Dương, liền sai người xây căn nhà này. Ngày nào ta cũng ngồi đây đợi nàng, tưởng tượng có một ngày nàng bỗng dưng xuất hiện rồi nói với ta đừng đi nữa. Nhưng nàng không xuất hiện. Ta chỉ có thể nghĩ, có thể viết những gì ta nghĩ. Hôm nay là ngày thứ 81. Ở đây có tất cả 81 thẻ trúc. Diệu qua, ta hứa với nàng, sau này sẽ không để nàng khổ nữa. Ta hứa cả đời này sẽ không để nàng phải tranh giành bất cứ thứ gì với ai nữa. Nàng về với ta được chứ? Diệu qua, nàng có biết ta nhớ nàng nhiều đến thế nào không? Nhớ nàng đến mức ta sắp điên lên rồi. Ông trời tại sao đối xử với ta như vậy? Đã đưa nàng đến bên ta, tại sao còn cướp nàng đi? Du Diệu Qua, nàng là người tham vàng bỏ ngải, vì sao nàng phụ ta? Nàng có biết tim ta đã dở dụng vì nàng không? Tim ta đau lắm, đau đến nỗi không thể thở được nữa. Ta yêu nàng. Ta yêu nàng. Ta yêu nàng.
Đêm qua, chắc chắn nàng rất cảm động. Nàng chắc chắn chỉ muốn dùng cả cuộc đời này để yêu ta, mới báo đáp thâm tình của ta. Nhưng ta không cần. Tình cảm của ta đã cạn từ cái khoảnh khắc nàng bỏ rơi ta. Ta chỉ muốn cho nàng thử nỗi đau khi mất tình yêu thôi. Có phải nàng đang khóc không? Nếu đúng như vậy, thì có lẽ đêm qua ta diễn không tệ chút nào. Ta sẽ làm theo lời nàng. Từ nay không đến làm phiền nàng nữa. Tất cả những điều này là sự thật sao? Không, đây chỉ là một giấc mơ. Vậy hãy để chúng ta sống trong giấc mơ ấy đi. Nghe huynh nói nhất định sẽ xuất giá. Kỳ thực huynh đã biết huynh sớm đã sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng huynh vẫn muốn đánh cược một lần. Nhưng kết quả cuối cùng huynh đã bị thua. Bây giờ huynh đầu hàng rồi. Diệu Hoa, dù muội có yêu huynh hay không thì huynh vẫn yêu muội. Đừng bỏ rơi muội một lần nữa. Đừng bỏ rơi muội một lần nữa. Huynh sẽ không bao giờ bỏ rơi muội, sẽ không bao giờ. Để huynh đi thỉnh cầu đại vương, không bắt muội đi hung nô nữa. Không, muội không muốn vì muội mà huynh phản bội gia tộc của mình. Cũng không muốn huynh vì muội mà trở thành người bất trung bất hiếu. Muội càng không muốn vì muội mà huynh đánh cược tính mạng của mình. Huynh muốn làm như vậy, muội lại không muốn thế. Nếu huynh yêu muội thì huynh phải nghe muội. Diệu Hoa, nhưng huynh không thể mất muội thêm lần nữa. Muội đi hung nô không có nghĩa là huynh mất muội. Lần này đi hung nô đường xá xa xôi, khó có thể tránh được những bất trắc có thể xảy ra. Ví như gặp cường đạo, ví như gặp quân Tiết Quốc.
Đến lúc đó, ngộ nhỡ muội bị người khác bắt cóc, sẽ không ai phải chịu trách nhiệm. Chẳng phải thế sao? Đúng đấy. Sao huynh lại không nghĩ ra nhỉ? Muội biết huynh đối với đại dương nghĩa trọng tình thâm. Thật sự muội không muốn huynh và đại dương vì muội mà xảy ra bất kỳ tranh chấp gì. Dịp qua, Ta phải làm hoàng hậu. Muốn là hoàng hậu phải biết tính toán, cả ngày chỉ biết gây sự như tỷ thì cả đời cũng không thể làm hoàng hậu được. Dân Khương, tỷ biết không, thật ra muội cũng không muốn hại người khác, nhưng muội không có cách nào khác. Muội muốn làm hoàng hậu, nhưng đại vương lại không thích muội. Muội chỉ có thể đổi một người yêu muội làm đại vương. Vận mệnh của một người quyết định bởi sự đấu tranh của mình. Muội không muốn như tỷ, tỷ hiểu không? Ta phải làm hoàng hậu. Là nữ nhân, ai cũng muốn làm hoàng hậu. Nghe nội thị nói cô tìm tôi. Đúng thế, tôi tìm cô. Còn người cô cũng kỳ lạ thật, lại thích tâm sự với một người điên. Dân Khương không phải người điên, nếu như là bị điên thì là do tỷ ấy bị ép. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Thái sử lệnh, cô có thấy Dân Khương rất đáng thương không? Vậy cô đã bao giờ nghĩ cô ấy bây giờ chính là tương lai của cô không? Hỗn láo. Nếu tôi là cô, tôi sẽ dự định cho tương lai của tôi. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Tôi muốn cho cô một tiền đồ rộng mở. Tiền đồ rộng mở. Nếu như lần này Triệu Thịnh tự sát không thành, tôi nghĩ đối với một thái sử lệnh như cô có lẽ không có thay đổi gì. Nhưng nếu như chúng tôi tiết lộ cho Triệu Thịnh tin tức này, nghe cô nói những điều này thật nhẹ nhàng, nhưng cô cho rằng Triệu Thịnh là nhân vật đơn giản như vậy sao? Đương nhiên là tôi có cách của tôi. Nếu như cô đi tố giác, Triệu Thịnh đương nhiên sẽ cho rằng cô là người của ông ấy. Đến lúc đó, nhân lúc không phòng bị giết ông ta. Sau đó thì sao? Đến lúc đó đương nhiên là phòng công tử sẽ lên làm vua. Thái sử lệnh biết huynh ấy trọng tình nghĩa, chính lúc này cô có thể cùng huynh ấy vào sinh ra tử. Nghe thì thấy đây là ý kiến hay, nhưng cô sắp đi hung nô rồi. Tôi không hiểu làm như vậy cô sẽ có lợi gì. Tôi yêu La Phong, tôi hy vọng huynh ấy hạnh phúc. Nhưng tôi biết thái sử lệnh chính là người có thể đem lại hạnh phúc cho huynh ấy. Cô không sợ tôi phản bội cô à? Hại chết cô. Cô sẽ không như vậy. Cô khẳng định vậy sao? Giữa đại dương và La Phong, ai là người có thể dựa dẫm cả đời? Đáng lẽ thái sử lệnh là người hiểu rõ hơn ai hết. Cô đã thắng. Hãy
Công chúa, trước lúc đi xa, bản vương có điều này muốn dặn dò. Nhiệm vụ gả chồng lần này nhất định phải thành công, phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Bản vương tặng muội hai câu này: gặp chuyện gì cũng phải nhẫn nại. Dân ạ. Thái sử lệnh, giúp bản vương tiễn công chúa một đoạn. Dân, công chúa mời. Hãy chăm sóc huynh ấy cẩn thận. Tôi sẽ làm vậy. Huynh ấy không tới, công chúa có nghĩ có lẽ chỉ do công chúa tự mình đa tình? Vậy càng tốt, gặp không bằng không gặp. Cảm ơn thái sư lệnh đã tiễn ta lên xe, có duyên gặp lại. Công chúa khởi giá. Công tử, bọn họ tới rồi. Bảo vệ công chúa, bảo vệ công chúa. Công tử, mau đi thôi. La Phong, huynh sao vậy? Chẳng phải chúng ta đã thoát ra rồi sao? Sao huynh lại buồn thế? Không biết những huynh đệ kia thế nào. Huynh thật đáng chết. Không nên vì việc của mình mà bắt bọn họ chết thay huynh. Huynh hối hận khi cứu muội rồi à? Không phải, huynh nên đến một mình. Một mình huynh đến thì sẽ bị giết ngay. Huynh muốn muội chết cùng sao? Chết cùng nhau còn hơn để bọn họ chết vì chúng ta. La Phong, người chết thì đã chết rồi. Huynh đau lòng thì cũng không có gì thay đổi được. Huynh chỉ cần tiếp tục sống tốt, phấn chấn trở lại, như vậy mới không phụ công họ đã chết thay huynh. La Phong, nghỉ ngơi thôi, ngủ một giấc, sáng mai chúng ta còn phải trở về Lâm Dương. Muội đang nghĩ kỹ rồi, muội không tiện lộ diện. Muội sẽ hóa trang thành người tùy tùng bên cạnh huynh. Huynh không có dự định quay về. Sao? Diệu Hoa, huynh cứu muội lần này,
tuy không có ai biết, nhưng rốt cuộc thì huynh đã phản bội nước Trần, đã nuôi huynh khôn lớn. Nhưng mà muội yên tâm, chỉ cần có muội ở bên thì đi đâu cũng không quan trọng, khổ thế nào huynh cũng chịu được. Không, huynh phải quay về. Ý muội là Đại Vương đang âm thầm loại bỏ Triệu Thịnh, chẳng phải huynh đã hứa với huynh ấy là giúp huynh ấy sao? Chính vào lúc này huynh lại thoái thác, huynh bảo huynh ấy phải làm thế nào? Nếu như huynh giúp huynh ấy loại bỏ Triệu Sinh, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Huynh có thể nói chuyện của chúng ta với huynh ấy, đây gọi là lấy công chuộc tội. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ không tiếp tục phải lén lút nữa, có thể ngao du thiên hạ được rồi. Muội thực sự nghĩ vậy sao? Ý huynh là gì? Muội không thể bỏ được vinh hoa phú quý, không bỏ được danh phận phu nhân công tử. Đúng đấy, muội không thể bỏ được. Muội đã chịu khổ bao nhiêu năm nay rồi, muội không muốn nửa đời còn lại của mình sẽ lại phải sống một cách vụng trộm. Muội không muốn con cái của muội sau này cũng giống như muội, chỉ vì một cái màn thầu mà phải đánh nhau để tranh giành với một đứa trẻ khác. Muội không muốn ăn không no, mặc không đủ ấm, còn phải không ngừng làm việc cả ngày lẫn đêm. Muội muốn được ăn ngon, mặc đẹp, sống một cuộc sống như bao người khác. Muội như vậy là sai sao? Vậy ý của muội là tất cả mọi chuyện cho đến ngày hôm nay, vinh hoa phú quý vẫn là quan trọng hơn huynh sao? Có phải không? Đúng. Muội muốn hỏi huynh lại lần cuối, huynh có về hay không? Ta không về. Được. Nếu như phải sống không bằng chết như thế này, không bằng... Muội sẽ nhảy từ vực này xuống. Nếu như huynh thay đổi chủ ý thì hãy kéo sợi dây này lên, bằng không cứ để muội chết đi là xong. Huynh đồng ý cùng muội quay trở về Lâm Dương rồi sao? Huynh không trách muội tham vinh hoa phú quý chứ? Chỉ có thể trách ta yêu muội quá sâu đậm. Bỏng tay rồi à? Mỹ nhân, ca ca giúp ngươi thổi, ta không sao. Quả nhiên đúng là mỹ nhân, da thịt thật non mềm. Sao nàng lại phải làm gì cực nhọc ở nơi này? Thật là lãng phí quá. Nàng đi theo đại ca ta, ta đảm bảo sẽ cho nàng ăn ngon uống tốt. Thế nào? Buông ra. Buông ra? Buông ra hả? Đừng có giả bộ đoan chính nữa. Còn tiện tì thối người dám cao mặt ta. Những nữ nhân bổn tướng quân nhìn trúng từ trước đến giờ, không một ai có thể chạy thoát. Cứu mạng! Đi! Xảy ra chuyện gì vậy? Làm gì đấy? Là hắn ta giở trò. Người chết rồi. Bắt hai người họ lại cho ta. Chuyện này là hắn ta làm sai trước, sao có người lại bắt ta? Ta khát. Ta khát.
phụ. Tặc khá quá. Bá phụ, bá không sao chứ? Có phải ta sắp chết rồi không? Không đâu, bá cố thêm chút nữa, cố chịu thêm chút nữa thôi. Lạc Nhi, xin lỗi con. Tạp vốn dĩ muốn đi cùng con hết hành trình này, đưa con đến bên cạnh Thiên Nhi. Nhưng hiện giờ ta có lẽ phải thất hứa với con rồi. Không đâu bá phụ. Này, ta cầu xin ngươi, cho bá phụ ta một bát nước được không? Nếu không bá ấy sẽ chết khát mất. Này, này, việc này làm thế nào cho tốt đây? Nơi công chúa bị bắt cóc chỉ cách chúng ta 50-60 dặm. Đến lúc đó đại vương trách tội chúng ta không tiếp đón đàng hoàng, toàn quân chúng ta sẽ gánh vác không nổi tội danh này. Đúng đúng đúng, người ngoài đúng đúng ra còn biết nói cái gì nữa. Đều nói nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một khắc. Lúc cần thiết các ngươi không có lấy một ai hữu dụng cả. Xảy ra chuyện gì vậy? Tối qua khi tướng quân đi nghênh đón công chúa, hai người này đột nhiên xuất hiện, giết chết phó tướng đại nhân. Cho nên tiểu nhân quyết định nhốt bọn họ phơi nắng ở đây, để cho bọn họ chết đói chết khát, để cảnh cáo nhân gian tế khác. Này, ta muốn gặp Trương Cát tướng quân. Ta muốn gặp Trương Cát tướng quân. Tướng quân, nữ nhân phạm tội ngoài kia nói nhất định phải gặp ngài. Gặp ta làm gì? Không cần để ý đến cô ta. Bịt miệng cô ta lại, không được để cô ta quấy rầy tướng quân. Dạ, đợi đã. Dẫn cô ta vào gặp ta. Dạ. Tiểu nữ Lữ Lạc bái kiến Trương Cát tướng quân. Tạp vẫn còn nhớ ngươi. Sao ngươi lại ở chỗ này? Ta và bá phụ ta có việc cần đến huyện lân cận thì bị bắt đến đây. Tuy cô là con gái người quen cũ của ta, nhưng cô đã giết người. Cô cho rằng ta sẽ thả cô đi sao? Là hắn ta giở trò với tôi trước. Chúng tôi chỉ là tự vệ thôi. Vậy là cô nói ta quân quản không nghiêm. Người nào làm người nấy chịu. Giết người đền mạng tôi nhận. Nhưng xin ngài để mặc mẹ ta mà tha cho bá phụ. Ông ấy tuổi cao rồi, không chịu được giày dò. Thật nhìn không ra cô còn rất hiếu thuận. Tướng quân, hay là chúng ta cho cô ta mạo danh công chúa, gả đến hung nô thì thế nào? Đại nhân, ngài nghĩ xem, bất luận là ai, mục đích mà bọn họ bắt cóc công chúa chẳng qua là gì để ngăn chặn đại trần và hung nô liên hôn. Nếu như bọn họ biết vẫn còn một cô công chúa gả đến hung nô, bọn họ buộc phải hành động lần nữa. Đến lúc đó chúng ta có thể đem bọn họ một lưới tóm gọn. Cho dù vạn nhất bọn họ không đến, để cô ta trà trộn gả đến hung nô, chúng ta cũng có thể đạt được mục đích liên hôn. Bây giờ đối với các người đây chính là cơ hội sinh tồn duy nhất. Cô có đồng ý không? Tôi có một điều kiện. Tôi muốn đưa bá phụ tôi cùng đi. Không thành vấn đề. Hai người các ngươi đưa công chúa về nghỉ ngơi. Tuân mệnh. Công chúa đứng dậy thôi. Mời.
Đang nghĩ đến Lữ cô nương hả? Đúng vậy, chớp mắt đã qua 3 tháng không gặp muội ấy rồi. Huynh yên tâm, dựa vào tình hình trước mắt, chỉ cần chúng ta tụ họp lại được với dân cuồng, không đến bao lâu chúng ta có thể tiến vào chiếm giữ Lâm Dương rồi. Để lúc đó nhất định để cho hai người thành thân trước. Nếu như thật có ngày đó, ta sẽ cho muội ấy một hôn sự đẹp nhất, tốt nhất thế gian này. Đúng rồi, Mọc Sách xem giúp ta một chút con bướm này khắc trông thế nào. Ta muốn đem nó làm quà cưới cho muội ấy. Cậu nói xem trông có được không? Đây là con bướm hả? Ta còn tưởng nó là con chuồn chuồn cơ đấy. Ta biết ta khắc không được tốt, nhưng quan trọng là tâm ý của ta. Tốt. Có phải chuyện quân mộ hộ tống công chúa đi hòa thân không? Sáng sớm ngày mai, đội ngũ của họ đã đi được một đoạn đường dài rồi. Chúng ta nhất định phải cướp được công chúa, không thể để quân mộ và hung nô liên kết với nhau. Được. Lạc Nhi, muội yên tâm, vì muội ta nhất định phải thắng trận này. Để công chúa lưu lại, ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ tha chết cho các ngươi. Đi, đuổi theo. Không xong rồi, lão đại, chúng ta trúng kế rồi. Thành Phương, giết công chúa trước, những người khác cùng ta xông lên. Rồi, làm sao bây giờ? Mọt Sách, đi theo ta giết công chúa. Hải đại ca, là Thiên Nhi.
Thiên Nhi! Cha! Thiên Nhi! Cha ở trên xe, mau cứu cha! Cha! Thiên Nhi! Mau cứu cha, nhanh lên! Cứu cha! Cha, nắm lấy tay con! Lạc Nhi còn ở trên xe! Cướp với! Lạc Nhi! Lạc Nhi! Huynh mau buông tay! Ta không buông! Buông ra! Nếu không chúng ta sẽ đều chết cả đấy! Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết! Mau đưa tay cho ta! Thiên Huynh, Lạc Nhi, Thiên Nhi, Thiên Nhi, đại ca, sao Huynh lại ngốc vậy chứ? Ta cố ý đấy. Hải Thiên Huynh, Hải Thiên Huynh, mọi không sao chứ? Chúng ta đang ở đâu đây? Cũng không biết đây là nơi nào. Ta thấy chỗ này không an toàn. Mũi đỡ ta. Chúng ta đến phía trước xem thế nào. Huynh đi có được không? Không sao. Huynh không sao chứ? Không sao. Ở đây có lẽ an toàn rồi. Vẫn may chưa bị mất cái này. Nếu không là thảm rồi. Là gì vậy? Rượu. Có muốn uống một ngụm không? Đỡ lạnh hơn đấy. Lạc Nhi, muội có biết thêu không? Lúc nhỏ mẫu thân cũng có dạy muội, nhưng muội thêu không được đẹp cho lắm. Vậy là được rồi. Hãy dùng trâm và cài tóc của muội khâu miệng vết thương của ta lại. Muội không muốn thấy ta chết chứ? Đương nhiên là không muốn. Vậy muội hãy dũng cảm lên. Nhưng muội không làm được. Nếu muội không làm, ta sẽ tự làm.
làm đi. Hồi nhỏ ta rất hiếu động. Có lần ta cùng bàn vạn đi uống trộm rượu của nhà chủ. Về sau bị tiểu thiếu gia nhà họ phát hiện. Bọn huynh sợ nó hét lên người khác sẽ biết, liền quay lại đập vào đầu nó, chảy bao nhiêu là máu. Nó khóc không ngừng, cứ thế khóc. Sau đó cứ khóc làm phiền bọn huynh. Muội đoán xem sau đó thế nào? Huynh liền chạy về nhà cầm kim ra, giúp nó khâu miệng vết thương lại. Muội không biết, lúc ta giúp nó khâu miệng vết thương, tiếng khóc của nó còn to hơn cả tiếng lợn bị chọc tiết. Về sau huynh đã nói với nó, nếu sau này có người giúp ta khâu vết thương, nhất định ta sẽ không kêu. Không ngờ lại có một ngày như vậy thật. Muội nói xem đây có phải là báo ứng không? Đúng là báo ứng phải không? Thật buồn cười. Muội khóc gì chứ? Ta không đau. Ta thật sự không đau mà. Vết thương sâu như vậy, sao lại không đau được chứ? Đều tại muội cả. Muội xin lỗi. Huynh bỏ muội ra. Làm gì vậy? Huynh mau buông ra. Ta sẽ yêu muội cả đời. Mau bỏ ra. Lạc Nhi. Xin lỗi. Tại ta quá đường đột. Ta đảm bảo sau này ta sẽ không như vậy nữa. Ta là người lỗ mãng, không thể giống những văn nhân đó nói năng lọt tai, làm phụ nữ vui lòng. Nhưng xin muội hãy tin ta, ta không phải là người tùy tiện. Nếu hôm nay không phải muội là người phụ nữ ta thích, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đây là vật trong lúc đi chiến đấu ta đã khắc, dù không phải đồ vật quan trọng gì, nhưng là cả tấm lòng ta trong đó. Muội không muốn tha thứ cho ta đúng không? Lần này phải trách ta. Ta không nên làm như vậy với muội. Ta đáng chết. Ta thật đáng chết. Muội xem, ông trời cũng đang trừng phạt ta. Làm tay ta rất đau. Bây giờ muội đã bớt giận chưa? Cùng lắm ta thề với muội, sau này không có sự cho phép của muội, ta tuyệt đối không lại gần muội trong vòng 3 thước. Được rồi, cười rồi. Vậy con bướm này có phải có thể nhận không? Hải đại ca, xin lỗi. Muội đã có người ở trong lòng rồi.
Muội định đi đâu? Muội không thể đón nhận huynh, vì thế huynh cũng không cần phải giúp muội nữa. Muội cho rằng ta là người thấy sắc động tâm sao? Là tên khốn chỉ nghĩ tới nữ nhân sao? Nếu muội đã có người ở trong lòng, ta cũng không thể ép buộc. Nhưng chúng ta vẫn làm bằng hữu tốt được không? Đại Vương, lão nô kính ngài một chén, chúc Đại Vương hồng phúc đầy trời, vạn thọ vô cương. Triệu Tổng quản, người bao năm đã không quỳ trước bản Vương rồi, hôm nay lại như thế này. Lẽ nào lại như thế? Người chết lớn hơn là thần tiễn Đại Vương lên đường.